Rodrigo tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp giúp Real Madrid lội ngược dòng, giành chiến thắng 2-1 trước Sevilla ở vòng 37 La Liga. Rạng sáng ngày 28 tháng 5, giờ Hà Nội, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cất nhiều trụ cột như Karim Benzema, Vinicius Jr. Những người lĩnh sướng hàng công của Los Blancos là Dani Ceballos, Rodrigo, Federico Valverde. Dấu bé break, vì thế, Real Madrid chơi có phần lép vế trong những phút đầu tiên. Ngay phút thứ 3, họ đã nhận bàn thua. Sau một tình huống triển khai tấn công ở bên trái, Sevilla mở tỷ số nhờ cú dứt điểm gọn gàng của Rafa Mir. Đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti cũng nhanh chóng đáp trả. Phút 15, Real Madrid có một pha dàn xếp tấn công bài bản nhưng Rodrigo lại đệm bóng chệch cột. Đến phút 29, anh sửa sai bằng một cú đá phạt mẫu mực, gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid. Việc không còn mục tiêu ở mùa giải này khiến Real Madrid chơi có phần hời hợt. Sau bàn gỡ, họ để Sevilla tấn công khá nhiều và suýt có bàn thắng với hàng loạt cú dứt điểm nguy hiểm. Phải đến phút 68, Real Madrid mới có được bàn thắng thứ hai. Từ một tình huống phản công, Rodrigo đi bóng khéo léo trước khi dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 2-1 cho Los Blancos.